Hello, xin chào các bạn thân mến. Hôm nay tôi lại tiếp tục giới thiệu với các bạn một cây cảnh mà đã có dịp tôi giới thiệu với các bạn rồi đấy, cây ớt cảnh nhà tôi. Ở dịp trước thì cây cây này nó chưa lớn lắm, nó chưa có ra được quả nhiều, nhưng bây giờ quả nó không nhiều màu sắc nhưng bây giờ đến bây giờ thì nó đã rất là to rồi, có nhiều hoa, nhiều quả và nhiều màu sắc rồi. Tôi sẽ giới thiệu cho các bạn nha, các bạn xem nhá. Đây, xin giới thiệu với các bạn, đây là cây ớt cảnh nhà tôi. Các bạn có nhìn thấy quả ớt có nhiều màu sắc không ạ? Đây là ớt màu vàng này các bạn này. Đây là quả màu vàng này. Bên cạnh đó là quả màu tím này. Và những quả bé hơn như thế này, nó có màu trắng này các bạn này. Đó. Màu trắng này, màu tím này, màu vàng này. Mấy hôm nữa thì nó sẽ ra những cái quả chín này. Nó hết cái màu vàng này thì nó sẽ hết màu tím này, nó sẽ chuyển sang màu đỏ các bạn nhé. Đây là cây ớt mà gọi là cây ớt cảnh, nhưng mà thực ra thì cũng ăn được. Quả nó nhìn rất là đẹp luôn. Ở bên dưới này có quả màu vàng đẹp này các bạn này. Đó. Những quả màu vàng như thế này là nó chuẩn bị chín rồi nhé. Những quả như thế này thì nó chỉ khoảng độ nửa tháng nữa là nó chuyển sang màu đỏ, đỏ tươi luôn. Tôi sẽ quay từ dưới gốc lên. Anh nói thoải mái, nói thì việc cái gì? Ở nhà còn một ít đấy, không biết là hôm đấy cái túi bóng em có để chỗ kia không? Còn một ít thôi ở trong cái gói thì anh phải mua hai gói, hai bình chứ. Phun dụng này à? Ừ thì phun dụng này này. Còn ngoài đồng thì anh bảo ấy chờ mưa để cho nó ẩm ẩm đất thì mới phun thuốc diệt cỏ sau, vì thuốc diệt cỏ mà nó khô này phun chả ăn thua gì đâu. Dưới này gốc của nó gồm có một cây thôi nhưng mà nó lên thành nhiều nhánh các bạn ạ. Đây là thành nhiều nhánh nhỏ nhá. Tiền nó không biết có không nhỉ? Anh tạm thời anh ứng ra đi em. Em cũng chẳng có tiền lẻ đâu, em tạm tiền chẵn. Tờ 500 nghìn á? Tờ 50 nghìn không có à? Nếu mà có tờ 50 nghìn thì phá, chứ còn 500 nghìn thì phá gì. Thôi được rồi, để em lấy cho. Em có 50 nghìn mà. Anh thay cái quả lọc nước đi nhá. Tới lấy tiền cho chồng tôi đi mua thuốc sâu rồi à. Rồi là cái lọc nước. Mình chỉ là chủ chi thôi. Này. Đấy. Và rồi đang giới thiệu với bà con cây ớt cảnh này. Cái cây này cây hoa giấy này bón rồi mà nó vẫn cứ phân rồi tưới nước ẩm ẩm, nó vẫn cứ rụng rụng nhiều thế. Cây ở dưới nhà văn hóa bắt đầu lại ra hoa một đợt mới rồi. Đó. Ăn cái gì? Không, anh cứ phải lên trên kia mua. Chẳng qua anh thích mua loại khác thì mua ở đây thôi. Nhưng mà em thấy cái loại đấy nó rất là... Thấy nó hiệu quả mà, sâu chết mà. Cứ một bình một gói đấy là thoải mái. Một bình đầy là phun hai bình là đủ cái ruộng kia. Nhưng mà nó còn đâu đấy một cái gói dở dở còn ít đấy. Nếu mà hai bình không đủ thì pha thêm phần ba nữa là nó cũng đủ mà. Ví dụ mà nó không đủ.
Đó, nhìn những cái quả ớt này rất là đẹp luôn, các bạn thấy không? Màu tím, màu trắng, màu vàng ở trên cùng một cây nhé. Rất là đẹp. Tôi sẽ cho các bạn thấy một cây ớt cảnh nữa ở nhà tôi. Cây ớt cảnh nữa thì nó giống ớt bình thường của mình, rất giống ớt bình thường của mình lắm. Nó màu sắc nó cũng y hay như thế chứ nó không như cây này. Cây này thì có màu tím này, có màu vàng này, có màu trắng này. Mấy nữa thì nó chín nữa thì nó còn có cả màu đỏ nữa. Tức là trên trên cây nó biểu thị bốn màu sắc luôn. Một cây ớt hiển thị bốn màu sắc luôn. Nhưng mà ở cái cây ớt kia, đây, tôi sẽ cho các bạn xem. Ở cây ớt này thì nó chỉ có hai màu duy nhất. Đó, à đâu cũng ba màu chứ, cây ớt cảnh này cũng ba màu luôn. Cây này đã chín rất là nhiều, đây là ớt cảnh nhưng mà cũng ăn được. Mỗi tội là độ cay thì rất là cay luôn. Cây này cũng có ba màu các bạn ạ, cũng có hai màu thôi. Lúc còn non thì nó ra màu trắng. À, lúc già thì nó sang màu đỏ. Đây. Những quả non thì nó có màu trắng. Nó cũng khác cây ớt kia một chút. Nó vàng rồi nó chuyển sang màu đỏ luôn. Đấy. Đỏ sặc sỡ luôn. Đây này, cây ớt này là cây ớt bình thường đây này, đầy quả chín đây này, chả thấy ai ăn. Lúc không có thì đi đâu cũng thấy nhặt thấy bứt của người ta mang về, đây của nhà đây chín đống đây mà chả ai ăn đi cho này. Đấy. Đầy ớt đây này. Trong nhà kia hôm nọ bứt cái cây ở ngoài vườn cũng một nắm to đùng rồi, để trong tủ ấy. Đấy. Ớt chín rất là nhiều. Nó không có giấm, chứ có giấm thì cho nó mứt để cho ngâm. Ngâm bao nhiêu cùng với ớt là măng cái thầy hằng lọ lớn lọ bé măng ớt cái thầy đấy, ngâm lẫn ớt không ngon hơn là ngâm riêng. Ở ngâm riêng làm gì, cả măng cả ớt mấy bình mấy lọ liền đi, không có thì thiếu mà có thì chả ai thèm ăn. Các bạn thân mến, đây còn có cây này là cây phát lộc của nhà tôi. Tôi cũng để gần gần chỗ cây ớt cảnh này. Cây phát lộc này thì hôm nọ tôi mới bón phân nên là lên rất là tốt. Rất là xanh luôn. Đó. Cây này thì mới được mang về đây để làm cảnh. Bây giờ thì tôi sẽ tiến hành tưới nước cho cây nhé. Tôi sẽ lấy cái chậu này để tôi tưới nước cho nó. Tưới nước cho cây. Đổ cho nhanh các bạn. Mặc dù tưới nhiều nước nhưng mà nó cũng vẫn làm sao ấy. Nó vẫn kiểu gì ấy, nó vẫn cứ héo héo. Mỗi cây ớt này là tươi thôi. Còn cây hoa kia thì không ăn thua. Đấy. À, tưới được nước cho nó rồi. Đó. Hôm nào cũng phải tưới nước đấy các bạn ạ. Nó là cây cảnh mà, hôm nào cũng phải tưới nước luôn. Thì nó mới ra được cho chúng ta những cái tán rất là đẹp như thế này và những cái quả nhìn rất là nhiều màu sắc. Đó. Các bạn thấy chưa? Các bạn thân mến, vừa rồi thì tôi đã giới thiệu cho các bạn xem cây ớt của nhà tôi, về màu sắc, hình dáng, rồi là cách chăm sóc tưới nước cho nó. Video này tôi làm thế thôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé.